Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê nha. Lâu quá mình không có làm clip bẫy quắc được anh em ơi. Tại chỗ mình quắc bổi chưa có, nó chưa có phiêu lấy gì bẫy được. Bữa lấy máy đi dò thử có quắc bổi không nặng bẫy. Mà quắc bổi chưa kêu anh em ơi. Đi gặp bổi không nghe con nào hết. Bữa gặp được con trống lẻ trả lời đâu mấy tiếng, về lấy mồi vô bẫy mà nó nghe mồi kêu anh em cũng trả lời, mà đi càng ngày càng xa sao bẫy được, cũng đâu có sát mồi đâu bẫy. Thấy mấy chỗ anh em miền Tây bẫy có quắc hay mời quá, chỗ mình chưa có nghe bổi nào kêu hết. Nay mình muốn làm cái clip này để mình chia sẻ tới anh em á, mấy anh em nuôi quắc á, thấy cũng cần vấn đề mồi tươi cho chim quắc ăn á anh em. Đây là con dế nè anh em, đó là mình chia sẻ về con dế nha, là cái cách mình nuôi để mình có cái nguồn thức ăn để mình cho dế mình ăn anh em, khỏi đi mua nữa. Đó, để giờ mình chia sẻ vấn đề nuôi dế nha. Mình nghĩ là rất cần cho anh em nuôi chim nha. Mình ra cái chuồng dế của mình nha anh em. Đây là chuồng dế mình che đơn sơ để mình nuôi nè. Đó, đây là thùng dế mình nuôi nè anh em. Mình nuôi được hiệu quả rồi mình mới chia sẻ cho anh em nha. Đây là thùng dế đẻ của mình nuôi được tới nay là khoảng bốn mấy ngày anh em, là nó đẻ, ở nó đẻ trên cái khay này. Em thấy không, bù quá trời này. Cái hồng dế này là mình nuôi từ trứng dế ra nha anh em, trứng dế của mình tự nuôi đẻ ra đó. Rồi để bây giờ mình chia sẻ vấn đề dế nha. Ví dụ như anh em đi mua dế cho chim ăn á, là dế thịt phải không? Là dế đó người ta nuôi được hai mươi mấy ngày rồi anh em. Anh em mua khoảng chừng 20.000, chừng 20.000 dế thôi. Anh em về bỏ vô thùng này. Anh em lựa những con dế nhỏ hoặc là con dế bị yếu hay con dế chết, anh em bỏ ra để cho chim mình ăn đi. Rồi mình lựa những con dế mà nó còn mạnh khỏe, nó đều với nhau á, mình thả vô đây. Đó, mình làm cái dĩ để cho nó trú ẩn nè anh em. Này mình không có cái dĩ trứng gà, nếu có dĩ trứng gà bằng giấy á, mình bỏ vô đây là ngon hơn. Này mình bỏ đỡ cái khung để lan, bỏ đỡ vô đây cho nó trú ẩn. Đó rồi anh em cho nó ăn cám gà, cám gà con anh em, anh em bỏ vô đây. Đó, với anh em làm cái dĩa bỏ miếng vải thấm nước vô đây để cho nó khát nước, nó lại đây nó uống nha nè, nó liếm vô cái miếng vải nè, liếm vô miếng vải ướt nè, đây nó ăn cám nó qua đây nó liếm. Rồi anh em có thể cho ăn thêm như rau muống hay rau lang, lá chuối hay là cái lá phơi mì, nó như rau mình ngắt mình để cho héo nha anh em,
phơi cho nó héo héo đi rồi mình bỏ vô cho nó ăn, chứ mình cho nó ăn tươi á, nó đi tiêu chảy á, cho nó ăn tươi quá nó tiêu chảy nó chết anh em ơi. Cho nó ăn héo nha, rau xanh là cho ăn héo hoặc là bí đỏ anh em, lát mỏng ra mấy anh em cũng rửa cho sạch đi, phơi cho héo héo rồi bỏ vô cho nó ăn là nó không có bị bệnh gì nha anh em. Đó, cách nuôi đơn giản vậy thôi anh em. Anh em chỉ tốn là 20.000 dế với lại khoảng 2 kg cám, cho nó 30 nữa đi là 50.000 thôi là anh em được cái thùng dế đẻ. Khi mà dế mình mua về là người ta nuôi là được hai mấy ngày, mình nuôi khoảng chừng một tuần lễ nữa thôi là nó sẽ lột cánh anh em, nó lột cánh như mấy dế này nè. Đó, nó lột cánh ra là lột cánh lần cuối á là nó sẽ đẻ đó. Đó, anh em nuôi khoảng chừng một tuần là lột cánh như thế này, rồi khoảng chừng 5 ngày hay 6 ngày sau là nó sẽ đẻ. Đó là anh em phải làm cái khay này. Cái khay này mình bỏ cái xôi dừa nha anh em. Xôi dừa mình sàng nhuyễn ra, mình lấy cái nhuyễn á, mình bỏ vô thau nước, mình ngâm. Ngâm xong anh em dắt ra, dắt cho ráo, anh em bỏ vô cái khay. Cái khay này khoảng cao chừng 3-4 phân thôi nha, đừng có cao quá, 3-4 phân thôi. Đặng dế nó dễ leo lên, dễ leo lên đẻ. Rồi mình cắt cái dĩ mình mành anh em. Dĩ mình mành là dĩ sàn cát á, mình chặn lên để cho nó đừng có bươi ra, phải không? Dế nó hay bươi đặng nó đẻ lắm. Đó, mình chặn này để nó không có bươi được, nó sẽ đút đít vô đây đẻ. Đó. Để chiều khoảng chừng 5-6 giờ nó lên nó đẻ, mình quay cho anh em coi. Chứ buổi sáng là nó không có đẻ nha anh em. Buổi sáng nó chỉ lên nó ăn thôi, nó lên nó ăn, nó bu thôi, vòng vòng vậy thôi, chứ nó không đẻ. Nhưng mà chiều tối cho tới khuya nó đẻ nhiều lắm. Để chiều tối mình quay cho anh em xem ha. Đó, anh em chỉ tốn là 50.000 là có cái thùng dế như thế này nè, nó đẻ ra là anh em nuôi cho ăn mệt xỉu luôn, khỏi cần phải đi mua nữa. Lúc trước á, mình cũng nghĩ là nuôi nó khó, mình cũng biết sao mình nuôi, nhưng mà mình thấy nó dễ anh em ơi. Từ cái ngày mà chỗ mình mà nó không tỏ đó, mình đi mua cực khổ quá, mình mới quyết định là nuôi anh em. Vừa mở cửa ra là mình đi mua, lúc đó mình mua có 10.000 à, chứ dế nó không có, mua được có 10.000. Mình về mình đổ vô mình nuôi, nuôi nó đẻ ra là mình lấy được một dĩ thôi, một dĩ cứng thôi mà ít hơn này. Đó là nó nở ra là những dế này nè anh em. Đó là mình nuôi từ đầu luôn đó nha. Đó cho tới hôm nay là 4 mấy ngày là nó đẻ, là mình lấy ra được một khay rồi. Khay này là khay thứ hai nè anh em. Đây nè, đây đó, cái này là cái khay đầu tiên nè, là nó quá trời cứng hôm nay luôn anh em ơi. Để lấy ra cho anh em coi, cứng rất là nhiều, mình nghĩ nó nở không biết bao nhiêu mà nói đó. Đây nè anh em, không biết anh em thấy nổi không, cái trứng dế nó nhuyễn trắng trắng nhuyễn mà khoảng bằng cái đầu tâm, mà đầu tâm xíu răng à, rất là nhiều trong đây, lên luôn trong đây luôn anh em. Là cái dĩ này là mình để đầu tiên là mình để 4 ngày anh em, 4 ngày mình mới lấy ra, tại vì mới đầu nó đẻ ít. Còn cái lứa thứ hai nè, cái lứa thứ hai này anh em để khoảng chừng 3 ngày 3 đêm là anh em lấy ra nha, đặng trong mốt dế nó nở nó đều, còn mình để lâu cũng được, nhưng mà nó mốt nó nở ra nó không đều dế, con lớn con nhỏ nhiều quá, lấy khoảng chừng 3 đêm thôi là mình lấy ra mình đổ vô bịch ni lông nha anh em, cột lại đó để mình ấp trứng anh em, rồi mình làm cái dĩ khác mình bỏ vô cho nó đẻ 3 ngày 3 đêm nữa mình lấy ra. Như cái thùng dế này anh em lấy cỡ khoảng 4 cho tới 5 cái ổ trứng này nè,
từ 4 tới 5 ổ trứng, là lúc đó con dế nó đẻ thừa lại rồi, là lúc đó mình lấy mình cho chim mình ăn, lấy cho chim ăn hết để mình chuẩn bị ấp những ổ dế sau nè. Mình nghĩ một cái ổ dế như thế này nó nở ra khoảng gấp mười mấy hai chục lần cái hồng dế này nha anh em, chứ không phải chơi đâu, rất là nhiều trứng. Là mình nghĩ cái ổ dế này mình nuôi cái hùng này là chặt á, nhưng mà mình nuôi cho chim ăn mà, ví dụ đông quá mình bắt ra bớt cho chim ăn đó, mình chừa cho nó đủ chỗ thôi. Nhưng mà mình phải chuẩn bị những cái hùng xốp này nha anh em, ví dụ như là 4-5 ổ trứng là anh em phải chuẩn bị 4-5 cái hùng dế, 4-5 cái hùng mốt đó. Anh em đi xin những hùng mốt cũ của người ta đó, cái này mình cũng xin nè đó, con kiếm cái đồ đậy đậy nha nè, đậy lên như nè, làm trên đây lứ là thoáng nha. Mình đừng có để kiến như thằng lằn như rắn mối vô nó quậy là banh cái ổ dế mình nha nè. Đó, bây giờ để mình chia sẻ kỹ vấn đề mình nuôi dế từ ổ ra nha. Đây để mình vô mình quay sẵn cái hùng rồi nè. Đó, đây là ổ dế nè, này mình lấy ra được qua kia vậy nè. Đó, đây là cái hùng mình chuẩn bị cho anh em, quay cho anh em xem dễ biết ha. Cái hùng mốt anh em dán cái băng keo phía trong mà, dán đường là được, để cho con dế nó nở ra nó không có leo ra ngoài được anh em. Đó, rồi cái dĩ trứng gà bằng giấy nè, mình mua không có anh em, mà đây mua không có này, đi xin mấy chỗ bán trứng gà có được mấy dĩ cho mình, chứ đi mua là không có. Đó, anh em chuẩn bị sẵn như vậy ha. Những cái ổ dế này mình cột lại khoảng chừng 10 ngày là nó sẽ nở anh em. Khi mà anh em mở ra kiểm tra mà thấy nó có một hai con dế nó nở trong đây anh em, nó chạy chạy là lúc đó anh em sẽ đổ ra nha. Anh em đổ ra vậy. Đó, mình cắt cái miếng bao ha, mình đổ ổ dế ra, mình ban ra cho đều đều vậy ha. Đây là nó ẩm rồi, nếu mà nó khô quá anh em lấy cái bình xịt nha, khô quá anh em lấy cái bình xịt này nè, xịt nó xịt xương xương vậy thôi nha, đừng để ướt quá là nó không có nở nha nè, nó giữ độ ẩm mà. Anh em đổ ra ban này nha ha, em đậy lại, đậy lại đi. Đó là lúc này trong đây nó có nở được mớ rồi đúng không, rồi anh em đậy lại như nè, 3-4 ngày sau là nó sẽ nở hết nha anh em, nở lẹ lắm, nở nó sẽ bò vô những cái lỗ này nó ở, nó chung vô đây có chỗ trú ẩn mới được nha anh em, vô đây nó ở. Lúc này cũng chưa cần cho ăn đâu nha anh em, khi mà nó nở đều anh em dỡ ra kiểm tra mà thấy nó nở đều hết rồi, hôm nay không còn trứng nữa nha, là anh em lúc này mới lấy cái này ra, mấy anh em đuổi nó bò ra hết đi, mấy anh em lấy ra. Đó, lấy ra bắt đầu mình mới cho nó ăn cám nha nè, cám gà con mấy anh em đâm nhuyễn ra, đâm cho nhuyễn ra nha, rồi anh em gãi vô, hoặc là anh em để vô miếng dĩ bằng gạch tông hay gì, anh em gắt lên để cho nó ăn, rồi mấy anh em xịt nước nha. Đó, ngày anh em xịt 3 lần 4 lần, xịt đại vô như nè, xịt xương xương thôi nha anh em. Đó, đừng có xịt ướt quá, để cho nó lên nó liếm anh em. Đó, nó dính vô bao hoặc thùng thì dế nó sẽ bò lên nó liếm cái nước. Đó, ngày anh em xịt 3 lần 4 lần cũng được nữa, tối không có xịt nha anh em, xịt buổi trưa, thường xịt buổi trưa đó, là nó ăn cám nó liếm nước là xong. Còn những cái rau là mà anh em cũng phải là phơi cho héo héo, anh em bỏ vô ít thôi, khi nào nó ăn hết anh em lấy ra rồi bỏ khác vô.
nó đừng sợ, mình sợ nó rớt xuống này nè anh em, ẩm chuồng á nó bị bệnh không. Khi nào mà thấy hết rau là anh em chăm chứ đừng bỏ dư nha anh em, còn cám thì mấy anh em rải ít ít thôi, mà phải cắm nhuyễn nha, mình đâm ra cho nhuyễn cho ăn nó dễ hơn. Còn dế lớn thì khỏi khỏi cần phải đâm nhuyễn, dế lớn thì mình cho ăn bình thường thôi, gắt vô là tự ăn à. Bỏ rau nó lên ăn lên nè. Bởi mình nghĩ cái nuôi dế này rất cần cho những anh em mà nuôi chim quất, hoặc những chim này chim kia, hoặc nuôi gà đâu. Trong thời gian mà chỗ mình bị phong tỏa hay gì đó đó, mình đâu có đi mua được. Nhưng mà cái nhu cầu mà mồi tư cho chim quất ăn nè, mà nó bị thiếu là chim mình sẽ mất lửa anh em. Nên mình thấy cần nên mình chia sẻ cho anh em, anh em cứ làm đi, nuôi rất là dễ, tốn có mấy chục ngàn mà nuôi sẽ có mồi tươi cho chim mình ăn lúc nào cũng có hết, không cần phải đi mua nữa. Như dưới miền Tây lúc này anh em miền Tây có chỗ bị phong tỏa, đâu có ai đi mua mồi tươi đồ được, như mình lúc trước ở đây nè cũng bị. Bởi từ chỗ đó mình phải nuôi dế để mình chủ động mình cho chim mình ăn, chứ mà bị phong tỏa là đâu có đi mua được, mà người ta cũng bỏ dế cũng đâu được đâu có mua. Thành ra mình nghĩ anh em với miền Tây hiện giờ là đang cần phải làm liền, mua chừng 10.000 hay 20.000 cũng được, về là đổ vô đây nuôi là tự đẻ. Đẻ nếu anh em làm biếng để luôn vậy cũng được ha, để luôn vậy cũng được, khỏi lấy ra cũng được. Anh em bắt dế này cho ăn từ từ từ, còn cái này từ từ nó sẽ nở ra, nó bò xuống đây đó, rồi nó ăn, nó sống nó nở tự lớn là mình có dế hoài để cho ăn. Nhưng mình như vậy thì nó không đều dế anh em, nó lộn xộn á, nó không đều dế, mất công để mình làm từ thùng thùng mình nuôi riêng vậy là dế nó sẽ đều. Ví dụ ăn hết cái thùng này là tới cái thùng kia, tới cái thùng nọ vậy là luôn phiên luôn, lúc nào cũng có dế hết. Nó tới hồi mà nó nở cánh như thế này nè, nó bự vậy nè, là mình để cái dĩ vô là cho đẻ tiếp, cứ vậy là nó luôn phiên riết, lúc nào cũng có dế á, mình khỏi cần phải đi mua nữa, chỉ có bỏ công cho ăn chứ không có tốn mẹ gì. Cám là thiệt chứ, anh em mua 2 cái cám cho ăn được 2 tháng, ăn ít lắm anh em thấy không nè, con nào còn đấy trứng nóc nóc luôn, một con nó đẻ biết bao nhiêu trứng mà nói. Chỉ cần mấy chục con dế thôi là nó đẻ thôi, nên nuôi mệt luôn. Dế mái này anh em thấy không? Nguyên cái bầu trứng luôn nè. Nó đẻ khoảng chừng 2 tuần nó mới hết trứng nha anh em. 2 tuần nó mới hết trứng á. Thì lúc này anh em bắt cho chim ăn là được rồi. Bị nó đẻ xong để lâu nó cũng tự chết anh em. Không có sống. Đẻ lâu tự chết rồi. Nên lúc này anh em khai thác được, cho chim cho gà ăn, rồi mình lấy cái ổ trứng này mình ấp cho nó nở lợn, rất là dễ anh em ơi, anh em làm đi, tốn đâu có nhiêu mà dế hả, thì ăn dư giả luôn. Từ nay là mình không đi mua dế nữa nè anh em, nó đẻ mấy cái ổ này là ấp nở ra là nuôi cho ăn mệt xỉu luôn. Với cái hùng dế này nè mình chưa có bắt cho ăn, để cho nó đẻ vài dĩ nữa đi là mình cho ăn cái thùng này, mình có mấy con quất cho ăn chắc cả tháng mới hết thùng này à. Nó nằm ở dưới nhiều lắm,
tại mình động tung như nó trốn không có lên, chiều tối nó lên đẻ mình quay cho anh em coi nha. Đó, giờ 5:30 chiều là nó lên nó đẻ nè anh em, chiều nó mới lên đẻ nhiều nha, buổi sáng với buổi trưa nó không có đẻ đó, anh em thấy không? Quá trời luôn, lủi cái đít xuống nó đẻ nè anh em. Chiều tối nó bù lên đó, nó đẻ vậy là 3 ngày 3 đêm là mình được ổ dế nè, 3 ngày 3 đêm là mình lấy ra rồi mình làm cái khác mình bỏ vô, chứ mình để lâu quá mốt dế nó nở ra nó không có đều, nó đủ cỡ nó lớn nhỏ tùm lum. Mình canh 3 ngày 3 đêm mình lấy ra để mốt nó nở nó đều đều một chút đúng không. Con nào bụng con ốc nóc đó, trứng không bụng đó. Đó, anh em cứ làm thử dễ lắm, không có gì khó, tốn cho ăn thôi. Nó gái, nếu mà dế mà nó gái nhiều là nó chuẩn bị đẻ nha nè. Anh em nuôi khoảng chừng mua dế thịt về anh em nuôi khoảng 1 tuần là nó lột cánh, rồi khoảng chừng 5-6 ngày sau nữa là đẻ anh em, dễ lắm. Chạy như mình mất thời gian là mười mấy ngày là đẻ dễ máy. Mình cho ăn đầy đủ, nó bự con lắm nè, lớn con lắm chứ không phải như dế ngoài tiệm nó bán thấy nhỏ nhỏ không. Dế này mình nuôi cho ăn đầy đủ, bự ghê, con nào cũng thấy chùm bụp luôn. Đó, nay mình làm clip để mình chia sẻ vậy á, anh em cứ bắt chước theo mình nuôi đi, là anh em khỏi tốn mua tiền mua nữa. Trời, lúc này là không cho ăn không hết đâu anh em ơi, rất là nhiều, nó nở ra nhiều lắm. Con này bự ghê nè, nực trứng, nguyên cái bầu trứng bự ghê. Con này đẻ mấy ngàn trứng quá. Rồi, hôm nay mình làm clip mình chia sẻ cho anh em nuôi chim vậy nha. Anh em cứ thực hiện đi, để mình có cái nguồn thức ăn cho chim mình anh em ạ, khỏi cần phải đi mua nữa. Biết đâu thành phố tới đây nó sẽ giãn cách nữa, thôi mình chuẩn bị trước đi. Chứ giờ chỗ mình nó cũng đang bùng dịch trở lại rồi anh em ơi, quận Hóc Môn, quận 12 rồi nè, bệnh quá trời rồi. Giờ không biết mấy ổng tính sao đây đó. Mình phải chuẩn bị mồi trước đi anh em ơi, lỡ có gì mình có thức ăn thì chim mình ăn khỏi đi mua nữa. Trời ơi, không tỏ đâu có đâu mà mua, chim mà nó thiếu mồi tư nó mất lửa. Rồi, hôm nay mình làm clip ngắn ngắn chia sẻ anh em vậy nha, anh em cứ làm vậy đi,
Để 11 cái ổ dế thì nó nở mình quay cho anh em coi nha. Rồi thôi tạm biệt anh em nha.